nay mình sẽ dẫn mọi người đến buffet bò Nhật thiệt là xịn sò luôn. Chỗ này là Arakute, một thương hiệu đã có tuổi đời tầm 60 năm rồi. Mình đã từng đi Arakute chi nhánh Mạc Đĩnh Chi, nhưng chi nhánh Nguyễn Trãi quận 1 hôm nay mình đi mới là premium nha. Không gian được decor rất là sang và ấm cúng, đặc biệt là siêu rộng. Tất nhiên là không thể thiếu dạng phòng riêng tư đặc trưng của những nhà hàng Nhật Bản. Bọn mình chỉ đi có hai người thôi nên đã đặt một phòng nhỏ. Mỗi lần lên lift đều bị thắc mắc giá tiền. Hôm nay sẽ cho mọi người coi menu trực tiếp và nghe nhân viên tư vấn luôn. Cái 199 này của mình thì mình sẽ ăn được hết menu. Đặc biệt của nó là nó sẽ ăn được bò luôn nha chị. Loại hải sản thì nó có nhiều hơn. 99 là mình sẽ ăn từ trang này trở xuống. Bên của bò nó sẽ có nhiều loại thịt hơn. Bên đây là nó sẽ có thịt gà với heo, có khai vị với cụm. Cái bên là mình sẽ có hải sản với loại salad. Và buổi tối là khung giờ từ 7 giờ tới 9 giờ. Và đặt bàn trước thì được tặng nước. Đúng rồi, đặt bàn trước với loại tới mình check in nữa nha chị. Check in có hình nha chị. Mình đã gọi phần 499 nhé. Ai muốn ăn bò wagyu không giới hạn thì có thể chọn 1299. Nhưng mà mình thấy 499 là đủ để ăn tràn mấy họng luôn rồi. Ngoài rất là nhiều bò, gà, cừu hải sản ra thì còn có rất là nhiều món ăn kèm và còn có lẩu nữa. Đây là lưỡi bò sang với muối này nha. Có một điều mình thấy rất là hay nha mọi người. Tuy ở đây không có cái ống hút khói nhưng mà không hề có một miếng khói nào hết. Đối với mình thì đây là một cái điểm cộng rất là lớn luôn. Thứ nhất là mình sợ đi ăn thịt nướng xong về bị ám mùi. Cái thứ hai là mình thấy cái ống hút khói nó cũng không có đẹp đẽ gì. Món này là mình tò mò lắm, hóa ra là cái loại nấm nướng lên. Nhìn mấy cái thớ thịt bò là thấy chất lượng rồi ha. Mà mình nghĩ là mọi người nên chấm thịt bò với một xíu muối nó sẽ ngon hơn là chấm với tương. Bởi vì bản thân một miếng thịt bò xịn nó đã rất là ngon rồi. Tương nó sẽ làm át đi cái vị vốn có đó. Còn một cách ăn rất là Nhật nữa đó là quét thịt qua shoyu rồi nhúng nó qua trứng sống. Trời ơi siêu béo siêu ngon luôn. Còn đây là thịt cuốn phô mai đặc trưng nhà anh ra. Nãy mọi người nhớ bé nhân viên có nói về chương trình check-in tặng quà không? Để mình nhắc lại kẻo quên nha. Check-in trong khung giờ vàng từ 7 đến 9 giờ sẽ được tặng nước, được giảm giá 10% và đi về thì còn có quà nữa.